tiểu sử của Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Ba Mê thuộc. Kính thưa cộng đoàn, Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực sinh ngày 25 tháng 10 năm 1925 tại xã Trắc Búc, nay là phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, thuộc giáo xứ Búc Đông, Tổng giáo phận Hà Nội. Từ năm 1939, cậu bé Trịnh Chính Trực được gia đình cho nhập học tại Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên Hà Nội. Sau đó, từ năm 1945, Chủng sinh Trịnh Chính Trực đi giúp xứ Hoàng Nguyên. Giai đoạn từ năm 1948 đến năm 1954, thầy Trịnh Chính Trực tiếp tục theo học tại Đại Chủng Viện Xuân Bích Hà Nội. Ngày 31 tháng 5 năm 1954, thầy phó tế Giuse Trịnh Chính Trực được phong chức linh mục tại Hà Nội bởi Đức cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê, giám mục đại diện Tông tòa Hạc Đài, diện Tông tòa Hà Nội chủ phong. Sau khi được phong chức, cha Giuse Trịnh Chính Trực được bổ nhiệm phục vụ cô nhi viện Teresa cơ sở tại Hà Nội và Ba Mê thuộc. Năm 1954, ngài di cư vào miền Nam cùng cô nhi viện. Năm 1955, cha Giuse Trịnh Chính Trực được bổ nhiệm làm linh mục phó giáo xứ Thành Tâm thuộc giáo phận Ba Mê thuộc. Song song với nhiệm vụ này, từ năm 1956, ngài làm tuyên ủy bảo an đoàn tại Đắk Lắk và giữ chức vụ này cho đến năm 1960. Năm 1960, cha Giuse Trịnh Chính Trực được bổ nhiệm làm linh mục quản sự Châu Sơn thuộc giáo phận Ba Mê thuộc. Tại giáo xứ Châu Sơn, năm 1963, ngài đã cho dựng tượng chùa Kitô Vua cao 2,4 mét trên một ngọn đồi thuộc khu vực của giáo xứ. Hiện nay, nơi đây được xem là một trong những trung tâm hành hương của giáo phận Ba Mê thuộc. Hàng năm vào ngày lễ chùa Kitô Vua, khách hành hương khắp nơi tập trung về đây hiệp dân thánh lễ. Năm 1967, giáo phận Ba Mê thuộc được thiết lập, cha Giuse Trịnh Chính Trực được bổ nhiệm làm linh mục quản sự giáo xứ Thành Tâm, là giáo xứ chính tòa của giáo phận Ba Mê thuộc, đồng thời ngài kiêm nhiệm chức tổng đại diện giáo phận. Năm 1972, ngài được bổ nhiệm kiêm thêm vai trò giám đốc tiểu chủng viện Lê Bảo Tình. Ngày 19 tháng 6 năm 1981, Tòa Thánh Loan Tin Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm linh mục Giuse Trịnh Chính Trực, hiện là linh mục tổng đại diện, làm giám mục phó giáo phận Ba Mê thuộc. Thánh lễ tấn phong cho giám mục tân cử được tổ chức cách trọng thể vào ngày 15 tháng 8 cùng năm. Chủ phong là Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, giám mục chính tòa giáo phận Ba Mê thuộc, và hai vị phụ phong là Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc, giám mục chính tòa giáo phận Con Tum, và Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng. Ngày 4 tháng 8 năm 1990, Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai qua đời. Đức giám mục phó Giuse Trịnh Chính Trực kế vị làm giám mục chính tòa giáo phận Ba Mê thuộc. Thời kỳ giám mục của Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực là một thời kỳ khó khăn. Trong thời kỳ này, nhận thấy trên địa bàn giáo phận, quan niệm của người dân là không cho con cái học lên cao. Đức cha Giuse đã tích cực kêu gọi mọi người quan tâm và đầu tư cho giáo dục. Ngài quan niệm rằng có trình độ học vấn mới góp phần xây dựng xã hội và phụng sự giáo hội tốt hơn. Đức cha cũng luôn quan tâm đến chúng sinh, linh mục và giáo dân, kể cả giai đoạn ngài đã bị bệnh nặng. Trong các chuyến viếng thăm mục vụ tại các giáo xứ, Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực luôn khuyên giáo dân nỗ lực làm kinh tế giỏi. Đức cha quan niệm phát triển kinh tế tốt thì mới có thể lo cho con trẻ ăn học và phát triển xã hội. Về sinh kế, ngài khuyến khích giáo dân trồng cây công nghiệp, ưu tiên cây cao su. Từ ngày 29 tháng 12 năm 2000, Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực được Tòa Thánh chấp thuận cho nghỉ hưu. Ngài hưu dược tại Tòa Giám mục giáo phận Ba Mê thuộc. Ngày 23 tháng 9 năm 2011, Đức cha Giuse qua đời sau thời gian sống thực vật. Khoảng thời gian 2 năm trước khi qua đời, ngài phải nằm liệt giường. Sau 3 ngày, thi thể của Đức cố giám mục được bảo vệ trong hòm lạnh và quàn tại nhà nguyện Tòa Giám mục để mọi người kính viếng. Lúc 21 giờ ngày 26 tháng 9, Đức cha Vincent Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận, đã chủ sự nghi thức khâm liệm. Đúng 8 giờ sáng ngày 27 tháng 9 năm 2011, Đức cha Vincent chủ sự nghi thức đồng quan,
Tạm giờ 30 phụ hộ lên cửu của đức cụ Yusa được đức tổng giám mục, các đức giám mục, linh mục, gia đình linh tông và huyệt tộc của đức cha cụ rước đến khu vực lễ đài. Sau khi đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bảo chủ sự nghi thức tiếp nhận linh cửu của đức cụ giám mục, cha Francisco Xavier Nguyễn Kim Long đọc điện thư chia buồn của đức thánh cha Benedicto XVI thông qua đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh và qua bộ trường giáo. Tiếp đến là điện thư của đức tổng giám mục Leopoldo Ghirelli, đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam, và điện thư của ban tôn giáo chính phủ. Thánh lễ an táng đức cha Yusa Trịnh Chánh Trực được cử hành vào ngày 27 tháng 9. Chủ tế là đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục chính tòa giáo phận 3 Mê Thuộc. Đồng tế có đức tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân, tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội, chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam. Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục giáo phận Nha Trang. Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum. Đức cha Phêrô Trần Đình Tử, giám mục giáo phận Phú Cường. Đức cha Mikael Hoàng Đức Oan, giám mục giáo phận Kon Tum. Đức cha Anton Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt. Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Đức ông Yusaden Đức Đạo, giám đốc đài chủng viện Thánh Yuse Xuân Lộc, cha giám đốc đài chủng viện Nha Trang, cùng quý cha, quý tu sĩ nam nữ trong và ngoài giáo phận, cùng khoảng 5.000 giáo dân. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nhiều chuyến bay đã bị hủy, nên một số đức giám mục không thể đến tham dự thánh lễ an táng đức cha cụ Yuse. Sau thánh lễ, đức tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân chủ sự nghi thức phỏ dân và từ biệt. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bảo đọc lời cảm tạ. Cha tổng đại diện thay mặt linh mục đoàn và giáo dân trong giáo phận tâm tình trước linh cữu đức cụ giám mục Yusa. Sau lời cảm tạ của người em ruột của đức cụ giám mục, đại diện gia đình linh tông, huyệt tộc, linh cữu của đức cụ Yusa được rước về phần mộ bên cạnh người anh em giám mục Yusa Nguyễn Tất Đức. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Hòa chủ sự nghi thức làm phép huyệt. Quan tài từ từ được hạ xuống lòng đất cùng với những nắm các tiễn biệt tỏ lòng thương nhớ của quý đức cha, quý cha, thân nhân của đức cha cụ và giáo dân. Một lần nữa, đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận, cảm ơn đức tổng giám mục Phêrô, quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ và tất cả mọi thành phần trong cộng đồng dân Chúa đã tích cực tùy theo trách nhiệm của mình để góp phần làm cho thánh lễ an táng được trọn vẹn tốt đẹp. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận 3 Mê Thuộc, đánh giá những đóng góp của đức cụ giám mục Yusa Trịnh Chánh Trực như sau. Đức cha Yusa một vị mục tử nhân hậu, có tầm nhìn xa trông rộng. Trong thời gian làm chủ chân giáo phận, đức cha đã luôn quan tâm đến sự phát triển của giáo phận trong hai lĩnh vực, đào tạo con người và phát triển cộng đoàn. Đức cha Yusa Trịnh Chánh Trực luôn khuyến khích các nữ tu quan tâm đến việc phát triển các nhà lưu trú, để các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện theo đuổi việc học và có được điều kiện giáo dục đạo đức tốt nhất. Đức cha quan tâm đến việc đào tạo giáo lý viên trong toàn giáo phận và công việc truyền giáo. Những hạt giống mà đức cha Yusa đã gieo trồng trên khắp giáo phận vẫn tiếp tục sinh nhiều hoa trái với sự cộng tác của mọi thành phần dân chùa trong giáo phận. Kính thưa cộng đoàn, như vậy, đức cha Yusa Trịnh Chánh Trực đã qua đời ở tuổi 75 với 46 năm linh mục và 19 năm trong sự vụ giám mục. Trên đây là những thông tin khái quát về tiểu sử và hành trình của đức cha Yusa mà chúng con tổng hợp từ một số nguồn tư liệu khác nhau. Chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị vui lòng bỏ qua. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng con. Xin vui lòng nhấn nút like video và đăng ký kênh để đón nhận và theo dõi các video mới nhất của chúng con.